Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sáng của Go Việt Nam. Thông tin đáng chú ý trong sáng ngày 15 tháng 8 sẽ là loạt trận mở màn của các giải đấu lớn ở châu Âu. Trên sân Old Trafford, 6 bàn thắng đã được ghi trong trận mở màn giải Ngoại hạng Anh giữa Manchester United và Leeds United. Bruno Fernandes đóng góp hat-trick bàn thắng, còn Paul Pogba mang về poker kiến tạo. Riêng với Pogba, tiền vệ người Pháp cũng trở thành cầu thủ Manchester United đầu tiên trong lịch sử kiến tạo 4 bàn thắng trong một trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh, đồng thời là người thứ 7 ở giải đấu này làm được điều này sau Dennis Bergkamp, José Antonio Reyes, Cesc Fabregas, Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, Dusan Tadic và Harry Kane. Bên Leeds United, Luke Ayling là chủ nhân của bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 49. Nhưng kể từ đó, Manchester United đã nã thêm 4 bàn thắng vào lưới Leeds United, trong đó có cú đúp của Bruno Fernandes. Nhờ đó, cầu thủ người Bồ Đào Nha có hat-trick trong trận đấu. Còn Manchester United giành chiến thắng với tỷ số là 5-1. Trước thêm trận đấu với Leeds United, trung vệ Raphael Varane đã có màn ra mắt 75.000 cổ động viên có mặt tại sân Old Trafford. Varane đi quanh sân và cầm theo chiếc áo số 19. Đây là số áo anh sử dụng khi mới chuyển đến Real Madrid từ câu lạc bộ Lens của Pháp hồi năm 2011. Mùa trước, Amad Diallo là người khoác áo số 19 tại Manchester United, nhưng cầu thủ người Bờ Biển Nga sẽ chuyển sang khoác áo số 16 ở mùa giải năm nay. Varane nhiều khả năng sẽ đá trận đấu đầu tiên của Manchester United trong chuyến làm khách trước Southampton ở vòng 2 giải Ngoại hạng Anh diễn ra ngày 22 tháng 8 tới đây. Nối tiếp Manchester United, Chelsea cũng có chiến thắng đậm trong ngày ra quân trước Crystal Palace. Trong khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Marco Alonso, The Blue mở tỷ số ở phút thứ 27. Từ một quả đá phạt, Alonso sút bóng qua hàng rào và găm vào góc xa, khiến thủ môn Vicente Guetta không thể cản phá. Phút thứ 40, Christian Pulisic nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà sau một tình huống đá bồi cực nhanh. Phút thứ 58, bàn thắng thứ 3 đến với Chelsea sau tình huống sút xa đẳng cấp của Chabola. Crystal Palace chơi không tồi nhưng bị cuốn vào thế trận của Chelsea, chấp nhận thất bại tỷ số 0-3 ngay ở mở màn. Ở hai vòng tiếp theo, thầy trò huấn luyện Tuchel sẽ có hai trận làm khách khó khăn trước Arsenal ngày 22 tháng 8 và Liverpool ngày 28 tháng 8. Tiền đạo Mohamed Salah đã trở thành người hùng khi giúp Liverpool đè bẹp Norwich với tỷ số 3-0 ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh 2021-2022. Salah là người đã kiến tạo cho Diogo Jota ở phút thứ 26 và Roberto Firmino ở phút 65 để ghi bàn. Phút thứ 74, chính tiền đạo người Ai Cập ghi tên mình lên bảng tỷ số với cú sút quyết đoán không cho thủ môn đối phương có cơ hội cản phá. Với bàn thắng này, Salah đã đi vào lịch sử giải Ngoại hạng Anh với tư cách là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở vòng khai màn trong 5 mùa giải liên tiếp của giải đấu này. Cụ thể, anh đã lần lượt chọc thủng lưới Watford, West Ham, Norwich, Leeds United ở vòng 1 của 4 mùa vừa qua trước khi ghi bàn vào lưới Norwich ở mùa giải 2021-2022. Trong trận giao quân tại Bundesliga gặp Frankfurt, Dortmund giành chiến thắng đậm với tỷ số 5-2, trong đó tiền đạo Erling Haaland đóng góp 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Haaland dọn cỗ cho hai đồng đội là Marco Reus và Thorgan Hazard ghi bàn, sau đó tự mình mang về 2 pha lập công cho riêng mình. Hai bàn thắng của Frankfurt đến từ những pha phản lưới của Brazlack ở phút thứ 27 và cú sút cận thành của Jan-Peter Hauer ở những phút cuối trận. Đây sẽ là màn chạy đà hoàn hảo của Dortmund trong trận tranh siêu cúp Đức với Bayern Munich trên sân Signal Iduna Park vào tối ngày 17 tháng 8. Paris Saint-Germain đã có buổi lễ giới thiệu 5 tân binh trước thềm chạm trán Strasbourg trên sân công viên các hoàng tử. Khi Lionel Messi cùng với Sergio Ramos, Giorgio Wijnaldum, Hakimi và Gianluigi Donnarumma đã có màn ra mắt các cổ động viên Paris Saint-Germain. 5 cầu thủ này đi vòng quanh sân vận động trong sự chào đón và cổ vũ nồng nhiệt của các cổ động viên. Dẫu vậy, Messi vẫn chưa thể có trận ra mắt với Paris Saint-Germain, nhưng một cái tên khác đã thay anh tỏa sáng, đó là Mbappe. Anh cùng với Icardi, Rasler đã thi nhau lập công để giúp Paris Saint-Germain sớm dẫn trước 3-0 trong hiệp 1. Sang đến hiệp 2, dù Paris Saint-Germain để đối thủ Strasbourg ghi 2 bàn thắng ở các phút 53 và 64, nhưng Sarabia đã có bàn thắng ấn định tỷ số 4-2 cho Paris Saint-Germain ở phút 86. Thông tin này cũng đã khép lại điểm tin ngày 15 tháng 8 của Goal Việt Nam. Cảm ơn group giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.